Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hiện tại thì mình đang ở bên server Trung Quốc các bạn ơi. Rất là lâu rồi, thực sự là rất là lâu rồi mình chưa qua bên server Trung Quốc chơi. Có khá là như vậy yêu cầu mình là anh Mèo Pèo dạo này không qua bên Trung Quốc chơi nữa à. Thử qua bên Trung Quốc xem có gì mới không thì ok. Theo như yêu cầu của bạn thì mình mới tải lại cái menu Trung Quốc các bạn ạ. Cái phiên bản cũ của mình bị lỗi, thành ra là phải tải lại cái bản mới đấy. Cũng tạo luôn nick mới ở đây, nick này mình vừa mới tạo cách đây vài phút trước xong. Ồ, thậm chí bây giờ tạo nick mới không đặt được tên các bạn ạ. Mình không hiểu sao mình không thể nào viết được tên tiếng Việt được. Thành ra sự kiện đặt luôn tên bừa đi đấy, để tên ngẫu nhiên các bạn ạ. Hiện tại là cái ID của mình là 917.163.399. Trời ơi, một con số vô cùng khổng lồ các bạn ạ. 917 triệu, tức là gần 1 tỷ tài khoản Minua bên xem ở Trung Quốc rồi. Uầy, đây là một con số cực kỳ khổng lồ luôn các bạn ạ. Chuẩn bị cán mốc vào tài khoản thứ 1 tỷ rồi các bạn ơi. Từ anh em không nghe không nhầm đâu, 1 tỷ tài khoản các bạn đây. Hiện tại là mình đang là 917 triệu rồi. Đấy, chỉ còn tầm khoảng 83 triệu tài khoản nữa là được 1 tỷ rồi thì nữa kinh thực sự các bạn ạ. Đây, hình như mình thấy là bên này có cập nhật cái gì đến rồi. Mình online được 10 phút rồi này. Bấm thử xem nào. Ờ không rõ các bạn ạ. Uầy, tặng quà à? Ô, hình như là online tặng quà hay sao, được cái cánh này, được mảnh sắp bay cả 200 đậu ấy. Ơ, ngon nhở. Ơ, thấy đang đếm ngược được 10 phút này, mình không rõ lắm các bạn ạ. Rồi, hôm nay thì mình sẽ thực hiện thử thách là qua bên server Trung Quốc để coi xem là bên Trung Quốc có gì chơi không các bạn nhá. Rồi, qua bên này đường truyền là hơi lát, thành ra là có nhiều cái là hơi bị đơ một tí các bạn ạ. Ok, không lưu thêm nhiều nữa, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào kênh, đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Để coi xem mà có sự kiện gì mới không nhỉ? Đăng nhập nhận quà vẫn vậy thôi. Uầy, cái gì đấy? Uầy, cái gì đấy? Uầy, cái này cái gì? À, được cho, uầy. Được cho cái mảnh này á, what the hell, uầy. Ơ, đừng bảo với tôi là bên Minua Trung Quốc là không phải mua cái skin Ninja X nha. Wow, bên server Trung Quốc là Ninja X là có thể ghép bằng mảnh à. Ô, cái này, ôi, sao không đồng cái này, what the hell, không đồng. Ô, cái gì đấy? Ô, không đồng này. Ơ, không biết là lag hay là sao mà không đồng các bạn ạ. Ôi, để mua thử nào. Ơ, không mua được các bạn ơi. Chắc là do đường truyền bị lag hay là sao đấy, chứ làm gì có chuyện không đồng này. Hết hồn con trồn luôn các bạn ơi. Úi dồi ôi, không đồng các bạn sợ chưa. Để chụp quả ảnh kỷ niệm nào. Để chụp quả ảnh kỷ niệm các bạn. Ok. Để mình lưu lại quả ảnh đã. Xong lát nữa đăng lên group cộng đồng các bạn ạ. Đấy, hiện tượng lạ, ok nhá. Skin không su. Đó, rồi. Ok, để mình coi xem là cái skin Ninja X đâu nhỉ? Đâu rồi ta? Cái skin Ninja X đâu rồi? Không biết nữa các bạn ơi. Ninja X đâu rồi ta? Ủa? Không thấy Ninja X các bạn ạ. Đây cái skin gì đấy? Bắt đầu theo skin gì mà không hiện này? Cái gì mà bắn... À, skin là chuột phúc lộc. Ok. Để mình ok, cái skin Ninja X đâu nhỉ? Để mình lướt lại nào. Để coi lại nào. Đây. Ô. Ủa? Thế thì cái 100 mảnh là cái gì ta? Lại nhở, mình không biết tiếng Trung cả nữa. Cái 100 mảnh này. Ôi, cái mảnh là mảnh gì nhở? Nè, đăng nhập lên 100 mảnh tiếp này. Ôi, có khi đăng nhập theo ngày được mảnh, có khi là mở khóa vĩnh viễn nữa này. Ôi, bên này hào phóng nào, cho skin chẳng nghĩa là cho skin đi dãi vĩnh viễn. Ôi, đúng rồi nè. Thu hồi, hình như là đủ mảnh là ghép được thật cả nữa. Ôi, uầy, bên này hào phóng nhở. Hình như là đủ 500 mảnh là để mở khóa vĩnh viễn. Sao đừng cái này thu hồi đấy. Cái này thu hồi đấy các bạn ơi, đừng bấm vào nhá. Uầy, xin ở bên Trung Quốc hào phóng, có thể mình dùng em một ngày vậy. Mình dùng tặng cái skin một ngày mặc vào vậy. Ok. Uầy, bên Trung Quốc bây giờ hào phóng quá các bạn à. Để mở cái này đã, lấy cái skin này. Ok. Rồi. Sợ thật, bên Trung Quốc tự nhiên hào phóng quá nhá. Uầy, hình như đăng nhập bao nhiêu ngày đủ đấy, cái này đổi quà đây, xem đổi quà gì nào. Uầy. Bên này có nhiều khung đẹp vậy. Wow, ở bên Minua Việt Nam chỉ có cái khung này thôi các bạn ạ. Bên này có cả mấy khung này các bạn ơi. Xịn sò thực sự luôn nè. Bên Việt Nam không có mấy khung này, hơi tiếc các bạn ạ. Buồn thế. Bên Việt Nam mình không có mấy cái khung kia. Nhận quà mấy này đã. Ok. Để coi xem có sự kiện gì không. Wow, hay thực sự các bạn ạ. Mấy cái này chắc là thôi chả cần nhận đâu. Ui, mấy khung này nhìn đẹp nhở. Bên Việt Nam thì khung này là khung mấy khung này nhìn xịn đến nay cơ mà. Cái này lâu rồi này.
Cái này bên Việt Nam mình có lâu rồi. Cái khung này không có, khung này không có, khung này không biết, khung này không nhớ các bạn ạ. Ui, xịn thực sự, cái gì ấy? Ơ, lại nhận mảnh tiếp này. Wow, wow, ui. Thế tính ra là bên này hình như là cho nhận free skin này à? Hình như ghép mảnh được này, không biết có đúng không nữa các bạn ơi. Sợ thật mà không biết bên này nạp tiền kiểu gì ta. Bên này nạp tiền không biết cần cái gì các bạn ơi. Cái này là 10 tệ à? 10 tệ được 100 xu à, đúng không ta? Cái này chắc là 10 nhân dân tệ nhỉ, đúng không nhỉ? 10 tệ được 100 xu à? 10 tệ được 100 xu, 10 tệ tức là 3,5 nghìn, tức là 35 nghìn được 100 xu ở Việt Nam mình là ôi rất là rẻ hơn Việt Nam mình cái sao nhỉ? Việt Nam mình là hình cũng tầm tầm giá đấy. Việt Nam mình là 50 nghìn được 125 xu thì phải không nhớ nữa các bạn ạ. 100 tệ tức là 300 nghìn này. 350 nghìn chứ không, 370 nghìn thì phải. Hình như nhân dân tệ bây giờ là để từ để tôi lên thử nhá. Nhân dân tệ à đây. Nhân dân tệ mới giảm giá rồi các bạn ơi. Ôi, nhân dân tệ hình như là mới giảm giá rồi, còn có 33 thôi các bạn ạ. Còn có 3.300 thôi, mình cứ tưởng 3.500. Nhân dân tệ bây giờ còn có 3.300 thôi này. Đây là theo như quy đổi hiện tại này, ngày hôm nay này, ngày mới nhất này, đây này cho bạn coi nhá. Đó, tức là một nhân dân tệ thì bằng 3.000, đây bằng 3.300 đồng các bạn ạ. Đấy, tức là 10 nhân dân tệ bằng 33.000. Thế là cũng ok, cũng không do đắt hay rẻ các bạn ạ, thôi kệ đi. Thôi, nói chung mình sẽ quay trở lại chủ đề chính, đó là mình sẽ đi thử. Ui, quả map rồi, quả map thì nhìn xịn vậy, wow. Plan với zombie gì mà nhìn đẹp vậy, để mình tải thử nào. Cái này không biết là build hay là vẽ hay là như nào đây. Wow, xịn ta. Ui, xong cái này đừng mở là vẽ nhá. Ui, đỉnh phết nữa. Wow, để mình thử nào. Ui, mấy cái này để làm TikTok được này. Dạ, đấy, nhắc đến TikTok là hiện tại là Mèo Péo có một kênh TikTok mới tạo nữa. Mình cũng mới chơi TikTok có vài ngày thôi. Bạn nào mà muốn theo dõi TikTok của Mèo Péo thì đừng quên là kéo xuống phần mô tả video nhá. Mình có để cái link TikTok của các bạn đấy. Mình đăng được 3 video rồi, phải nói chung là cũng mới tập chơi TikTok thôi. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh TikTok của Mèo Péo nhá. Cái này chắc là mốt hình ảnh rồi. Tưởng ông chủ map tự vẽ như nào. Cái này chắc là mốt hình ảnh các bạn ạ. Ui, khiếp thật, sao có nhiều khu thế này. Ui, có hai bên, có hai team à. Cái này chắc là mốt hình ảnh rồi, là mình hết hồn. Tưởng vẽ được thế này thì nó lại kinh quá. Đây, cái này chắc là ui, cái này là vẽ thật này, cái này là vẽ thật này. Wow, vẽ đẹp phết nhở. Vẽ đẹp đấy chứ, cái này mình thấy vẽ đẹp này nhở. Để mình thử mở xem mình chỉnh sang trọng tài em nào. Cái này vẽ đẹp này. Đường truyền qua bên này nó hơi lắc một chút, thành ra là nó không được mượt lắm các bạn ạ. Từ mắt này không cho chuyển trọng tài các bạn ơi. Ui, kỳ thế. Ui, cái này kiểu lễ đường nhỉ. Ui, đám cưới phiên bản là pro à, đám cưới phiên bản là siêu xịn à. Ui, wow, build đẹp nhở, vẽ đẹp ấy, mình thấy vẽ đẹp chứ nhở, pixel art đẹp ấy. Ui, đám đây có phải map đám cưới phiên bản xịn xò. Âm nhạc à, map âm nhạc các bạn ơi, không biết là bài gì, thôi kệ đi, bỏ qua đi. À, map âm nhạc các bạn ạ. Thôi bỏ qua đi, tôi không qua đây chơi âm nhạc đâu. Âm nhạc thì để lúc khác các bạn ạ. Để mình đi coi xem có cái map nào nhìn nó xịn xò không. Đâu nào, bấm vào đây à. Thật hơi giật lag các bạn ạ. Anh em thông cảm. Bấm vào đây quay vòng nào. Xem có map nào nó hay không. Cái gì ấy. Ui, đường truyền tải nó hơi lâu các bạn ạ. Đợi cho lúc nó tải mình sẽ qua bên sảnh liên thông nào. Ui, Pokemon cái này chắc là cũng là hình ảnh rồi các bạn ơi. Cái này chắc cũng là hình ảnh để kiểu như là lấy từ ngoài vào ý. Lấy từ ngoài vào là ảnh bìa thôi, chứ làm gì có chuyện chắc không phải build cái này đâu. Build thế này thì nó lại hơi bị gắt quá các bạn ạ. Lắc thế nào. Ủa, phòng 30 người này. Ôi, sợ thật các bạn ơi. Ôi, từ sao tự nhiên mày bị đâu rồi này, không biết tải chưa ta. Qua bên này đường truyền nó hơi kém các bạn nhá. Đấy, từ bên Việt Nam qua bên này đường truyền nó hơi sida một chút. Ui, quả mấy cái quả, ui, quả lâu đài các thứ trông nhìn xịn. Ui, ui, quả thử quả má xe cỗ thứ, ui, cần cẩu các thứ này, xe tải các thứ nhìn đẹp bây giờ để tải thử nào, nhưng mà đang hơi lag nhá, bấm tải nó hơi lâu này. Map này có tận 38.000 quà tặng, wow. Bên Trung Quốc có vẻ như là họ rất là tích cực tặng quà. Bên Việt Nam mình hình như là chưa phổ biến cái việc tặng quà này lắm các bạn ạ. Đó, kiếp thật 38.000 quà tặng, thế là gắt đấy các bạn ạ, khá là căng luôn đấy. Sợ thật, 38.000 quà tặng thì kinh quá rồi. Để tải thử cái map này thế nào, nhìn cái xe cộ ở trông xịn nhờ. Trông nó xịn xò phết các bạn ạ. Ok, rồi thử em nào.
Uầy, ok ok, đâu 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 đâu. Uầy, uầy. À, kiểu khu phố à. Kiểu như đây là khu phố các bạn, đây đi đấy. Cái thẻ đây. Ơ, hỏi chấm, ơ, trả thẻ đây. Thẻ điểm gì đây? Ơ, không không rõ, toàn tiền chung thôi. Ơ, ơ, sao bị văng game? Ủa, tôi làm gì đâu bị văng game nữa. Ơ, từ. Đi 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 kiếm cái xe em nào. Ok ok, à đây, ơ, hiện cái gì đấy? Hình như không cho chơi, như phải trả tiền để chơi sao ấy các bạn. Mình không rõ cái dòng đấy là dòng gì, bạn nào biết thì có thể tua lại xong rồi dịch hộ mình nhá. Đấy, cứ hiện lên xong bắt mình thoát ra các bạn ạ, thôi kệ đi. Ui, ui, sao mấy cái map kiểu siêu nhân điện quang này. Cái này không biết có phải là vẽ không hay là như nào, mình cứ tò mò có thể vào thử không nào. Ui, trận chiến kéo à, trận chiến đấu kéo, kéo vàng, kéo sắt này. Iron Man rồi này. À cái này là Iron Man thì mà mà gọi là cái bộ này của cho Hắc ấy nhỉ, bộ này là cái bộ dành cho thằng Hắc ấy, thằng khổng lồ xanh ấy đấy. Mình không biết tên là cái gì mà cái gì booster, cái quái mình không không nhớ tên các bạn ạ. Mình không nhớ tên chính xác cái bộ này là gì, kệ đi. Để mình xem dưới này có cái map nào không ta. Wow. Ok ok. Cái map vừa rồi không không chơi được các bạn ạ, và phát là tự nhiên báo gì ấy, xong bảo mình thoát ra. Cái mẹ, ờ cái map này chắc ảnh bìa thôi. Kiếp thật. Ờ. Ở đấy. Nó hiện cái gì vậy? Ghi là không cho chơi, chắc là không cho chơi rồi. Ủa? Chắc là không cho chơi ra, lúc nãy vẫn chơi bình thường mà đây này. Cái map này lúc nãy vẫn chơi bình thường này, ơ sao bây giờ hồi sinh đây nhỉ? Ủa? Ủa? Sao bây giờ lại hồi sinh ở dưới nước này? Chết giờ. Giờ sao con ơ? Nè, map này vẫn chơi bình thường nha, nhưng mà map kia không cho chơi. Ui, hình như là có vài map là phải trả phí hay phải trả tiền mới chơi được hay sao các bạn này. Mấy cái map này chắc là phải tặng quà, hình như là phải tặng quà mới cho chơi hay là như nào đấy, mình không rõ. Đó, có mấy map không chơi được, cái này hình như là cập nhật mới này. Bên Việt Nam mình chưa có tính năng này hay sao ấy. Đó, hình như là phải donate cho chủ map thì mới là chơi được. Ui, dạo này bên Trung Quốc có vẻ như có trào lưu và có trào lưu là chơi mấy cái map siêu nhân điện quang à. Thôi mình sẽ không chơi tuyển chọn đâu. Mấy map tuyển chọn này hình như là phải trả phí hay sao ấy, thử nó bình thường nào. Thử mấy cái map đề cử bình thường xem nào, nhưng mà hơi lag các ơi. Nó không tải ở đây. Ôi, để quay lại sẻ thông. Ôi, sẻ lên thông lúc nãy bình thường bây giờ bị lỗi rồi. Nó chả hiện cái gì luôn các bạn ạ. À đây đây đỡ rồi đây. Ôi, có cầu nhìn đẹp thế này, hết rồi mất rồi. Em thế nhở. Để tìm thử xem là có cái map nào, map nào trông nó đẹp đẹp hiện đại xịn xịn không. Qua bên này phải khám phá các bạn ạ. Ôi, cái mắt thành phố nhìn đẹp thế nhở. Biểu đẹp ấy. Để tải thử nào các bạn ơi. Trông đẹp. Ôi, ôi, có quả siêu nhân nhìn xịn thế nhở. Để tải thử luôn các bạn ơi. Ngày 30 tháng 9 năm ngoái lâu rồi này. Nó là khá là cũ rồi. Ủa sao map này mèo ông này. Đúng kiểu bên Trung Quốc là toàn các tài năng build, các đạn build gắt thật. Toàn mấy cái map đỉnh cao này. Ui, lâu đài các thứ. Trông khiếp thật. Ui, tháp nghiêng pizza này, ghê vậy. Rồng phun lửa các kiểu luôn. Build gắt thật các bạn ạ. Còn mấy map không biết là có chơi được không, để đi kiếm thử em nào. Ơ, không tải được à. Để quay lại em nào. Cái map này không thể có dấu hiệu gì các bạn ơi. Ờ, không thể hiện gì cả. Do chắc là do đường truyền nó hơi kém hay sao ấy. Thôi thử lại. Ui, map này tải còn lâu cơ. Không biết là do map nặng quá hay sao. Để vào thử lại map này nào. Vào lại map này nào. Map này sẽ là không chơi nhỉ. Nè, hình như là chỉ có map này bị thôi các bạn ạ. Đấy, chỉ có vài map bị thôi. Ồ, hình như phải trả phí cái gì ấy các bạn ạ. Mình đoán thế. Ok, thôi mình đợi tải được mấy cái map này vậy. Để mình coi xem có vào một cái phòng thử nhá. Để vào thử một cái phòng nào. Ủa, mắt này nhìn bựa vậy. Thấy không? Ui, quả mắt gì đấy, để vào thử nào. Không biết vào được không các bạn ạ. Nhìn quả ảnh bìa bựa thực sự luôn đấy. Lâu rồi không qua đây, nhờ cái mới qua các bạn ạ. Mình không biết là lần gần đây nhất mình qua bên server Trung Quốc là ngày bao nhiêu. Bạn nào nhớ thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Comment cái ngày gần đây nhất mà mình qua bên server Trung Quốc chơi là ngày bao nhiêu, mình cũng không rõ nữa. Chắc là phải mấy tháng rồi, chắc phải từ tầm gần Tết hay sao ấy, cũng chả nhớ các bạn ạ. Không biết là đợt này qua bên này có gì không vào được các bạn ơi. Chết giờ, chắc là lỗi phòng hay là lỗi đường truyền gì rồi. Đó, hay là chủ phòng đóng phòng rồi các bạn ơi. Đó, ảnh bìa đẹp nhở. Đây là skin phù thủy Lilith này. Phù thủy Lilith. Ôi ôi, tắt luôn rồi, đau luôn rồi, buồn thế. Để coi xem mà bên này có cái khắp map nào nó xịn xịn không. Cho vào chơi tí nào nhở. Có cái map nào đông vui không nhở. Lúc nãy thấy có map gì mà 28/40, nhìn nó xịn lắm các bạn ạ. Bây giờ chả thấy đâu nhở. Ơ, ở đây parkour này, không biết là bên này parkour như nào. Ui, đây, thử tìm cái map parkour em nhở. Xem bên này là parkour là có gì hay ho không các bạn ơi. Map parkour gì ấy, ui, có ảnh gì ấy. Ảnh gì mà nhìn không biết các bạn, để vào thử lúc nào. Có 3 người các bạn ơi.
đây là phù thủy lít, đây là kinh yo-yo này, đây là cái skin gì về Trung Quốc này vì đang không có kiến tắc kè à, cái khủng long này, sao tinh nghịch này đó, ngày mùng 1 tháng 5 à hay là mùng 5 tháng 1 ta, hình như bên Trung Quốc là tháng trước ngày sau thì phải, hình như có một số nước ý, mình nhớ là có một số nước là họ viết tháng trước ngày sau, ở Việt Nam mình thì hay quen viết là ngày trước tháng sau. Cái này không biết là mùng 1 tháng 5 hay là mùng 5 tháng 1 nữa. Chắc là mùng 5 tháng 1 các bạn ạ. Mình cũng chả rõ bởi vì mùng 1 tháng 5 ý. Alo, ơi, ơ nhầm, chắc là mùng 1 tháng 5 bởi vì là mùng 5 tháng 1 thì chưa có skin sao tinh nghịch, đúng rồi. Mùng 5 tháng 1 đã ra cái skin sao tinh nghịch đâu ta. Ui, mình thấy có bắc cua một máu kìa. Không vào được các bạn ạ, hay không biết là do đường truyền hay như nào hay là chủ phòng đóng phòng ý. Nó cứ báo lỗi phòng 30 người này. Phòng đầy người đen thế. Đi vào thử mắt này xem nào. Cho tôi chơi thử một mắt thế nào. Hay dạo này Mini World bên Trung Quốc cập nhật là không cho người nước ngoài chơi nhỉ? Hay là do đường truyền dạo này như nào mình không rõ các bạn ạ. Đó, mong rằng là map này vào được, không biết có vào được không đây. Vẫn đang tải các bạn, vẫn đang chạy các bạn ạ. Tình hình khá là căng. Nói chung là hôm nay đi lượn thử bên Trung Quốc xem có gì hay không. Đấy, tình hình có vẻ như là chưa liên thông bên Trung Quốc lại bị lag rồi. Đấy, đấy. Này không biết lỗi nào, thôi lát nữa nghiên cứu sau các bạn ạ. Đây mình có tải xong rồi đây. Đây, tải xong rồi đây. Để coi xem nào. Ui, à, map này hình như không tính phí rồi đấy. Bình thường tính phí là đếm ngược cơ, phải đếm ngược cái gì cơ. Ui, cái câu nhìn đẹp rồi, từ từ đó. Giảm tầm nhìn xuống nhá, hơi lag. Wow, build gắt nhở. Ui, cái cầu này. Cái cầu đi từ cái khu này, khu gì ấy. Ui, kiểu như hai thành phố các bạn ạ. Ui, bên này là kiểu thành phố hiện đại, bên này là kiểu khu vực. Ui, ô, kiểu như cái cầu đó, cả hai thành phố này. Wow, xịn sò thực sự các bạn ơi. Wow, bên này là kiểu bên thành phố, bên này kiểu ngoại ô à. Bên này kiểu nhìn có vẻ đơn giản hơn. Wow, cối năng lượng kìa, cái cối xe gió kìa. Kiểu gọi là cái gì nhỉ? Năng lượng gió, đúng rồi, năng lượng gió các bạn ạ. Đấy, năng lượng tạo từ gió, không phải là cối xe gió để xay thóc gạo đâu. Cái này là năng lượng tạo từ gió này. Đấy, cối xe gió nhưng mà nạp điện nhá. Ui, quả mát này hơi lag bởi vì build nhiều các bạn ạ. Để mình ăn gà đỏ đã. Ăn gà đỏ mặc áo bóng đá đã. Bên này có gì ấy? Ơ, cái này cái gì ấy? Ơ, bên Việt Nam mình có này chứ nhỉ? Mình có rồi phải. À, cái này có rồi. À, cái này cái máy build mà. Cái này cái máy build thì phải, mình không nhớ nữa. Cái này mình cũng lâu không coi lại mấy cái này. Cái này có rồi phải. Đâu nhỉ? Ờ, cái máy đâu? Cái này mà cái máy build mà cái này cái gì nhỉ? Mình không nhớ các bạn ạ. Thôi kệ đi. Ok. Rồi, để mình khám phá nào. Ồ, để lấy cái súng ngắm đã, từ. Lấy luôn cái súng ngắm đó các bạn ơi. Ok. Map này to phết các bạn ạ. Wow. Ở kia có thuyền kìa. Wow. Kiểu tàu container ấy, chở container chở hàng các bạn ạ. Wow, gắt thực sự, để tầm nhìn bốn con lão. Wow. Trông nhìn đồ sộ, mọi nhìn xịn không? Wow. Toàn cái tòa nhà cao luôn, cái tòa nhà chọc trời nhìn xịn không? Wow. Trông gắt phết nhỉ. Wow, đu quay các kiểu này. Wow. Trông cả đền chùa này, đi lễ chùa này. Hay nhở, build cũng được chứ, cũng hay chứ nhở. Ok rồi, thôi lượn của map khác đi. Đây thử cái map này nào. Map này, sao bên này dạo này có trào lưu xem siêu nhân điện quang à? Nhở, cái này không biết có phải là siêu nhân điện quang không ta? Hình như dạo này bên Trung Quốc đang có trào lưu xem siêu nhân điện quang hay sao ấy. Thấy rất là nhiều map liên quan đến siêu nhân điện quang, đúng không nè? Cái này không biết có phải là siêu nhân điện quang, từ nơi để mình tra thử Google nào các bạn ơi. Lâu lắm rồi, siêu nhân điện quang, đúng rồi. Cái này là siêu nhân điện quang mà. Dạo này đang có trào lưu xem siêu nhân điện quang, cái này cổ lắm rồi các bạn ạ. Siêu nhân điện quang là cổ lắm, đây đó. Siêu nhân điện quang này. Ngày xưa mình rất là hay coi siêu nhân điện quang luôn, từ ngày xưa rồi. Cách đây phải chục năm, phải tầm mười mấy năm trước rồi các bạn ạ. Mình cứ tưởng cái trào lưu xem siêu nhân điện quang bây giờ là lỗi thời rồi cơ. Không ngờ bây giờ hình như là cái trào lưu này bây giờ lại hot trở lại à? Không biết nữa các bạn ơi. Bạn nào biết siêu nhân điện quang thì đừng quên để lại bình luận phía nút 1. Còn bạn nào mà chưa từng coi siêu nhân điện quang thì hãy để lại bình luận phía 2 nhá. Bạn nào mà lớn tuổi một chút chắc là cũng biết đến siêu nhân điện quang đấy. Đó đây này, ngày xưa hay gọi là siêu nhân điện quang này. Ui, build cũng được đấy nhở. Để mình đi coi xem nào, sẽ lên thông chắc không vào rồi. Nè đây. Mấy cái map hot nó không vào được các bạn ạ. Ơ, xem nào này. Ơ, đây tuyển chọn. Chỉ coi được map tuyển chọn thôi các bạn ơi. Còn mấy cái map kia không coi được, thế nó mới cay chứ. Đó. Chỉ coi được mấy cái map tuyển chọn các bạn ạ. Sáng tạo là chữ ở đây chưa? Ngoặc G này, G E G ngoặc ngoặc. Ok.
Để mình thử tìm cái mắt sáng tạo đẹp đẹp không. Đây, đây là sáng tạo đây. Cái này mình thấy trên tuyển chọn rồi này. Để coi em nào. Rồng với các thứ nhìn kinh vậy. Nhìn ghê vậy, build gắt vậy. Cái cổng nhìn đẹp nhờ. Cái cổng nhìn đẹp để tải thử nào. Cái cổng nhìn đẹp nhờ, build mặt trăng này. Mặt trăng khổng lồ nhìn đẹp nhờ, đúng góc mặt trăng luôn, sợ thật. Build quả cổng nhìn đẹp đấy. Để tải thử, ngày 8 tháng 5 năm 2020 này mới này. Mới ngày hôm qua hôm kia này, mới ngày hôm kia các bạn ạ, mới mắt này mới. Để vào thử xem nào. Ôi mắt tuyển chọn mà cũng bị vi phạm á. Đờ heo. Giờ mình biết là mắt tuyển chọn mà cũng bị vi phạm các bạn ạ. Để xem thử nào. Để trời tối cơ. Ôi đây cổng, ôi cổng đây, cổng đây, cổng đây, cổng đây. Cái mắt này phải chơi, mắt này phải chỉnh từ từ đã. Để mở đông người đã, xong mình chuyển qua chữa trọng tài các bạn ạ. Mình phải chỉnh trọng tài. Ok, đấy, mắt này phải chỉnh trọng tài này, nhưng mà từ từ đã. Ui, mắt này chỉnh trọng tài cũng không bay được các bạn ơi, sổ ơi. Ok, mắt này thôi bỏ qua đi. Mắt này chỉnh trọng tài không bay được các bạn ạ. Phải bắt đầu game cơ, có vài map ấy là bắt đầu game nó mới cho bay các bạn ạ. Mắt này là không cho bay trước. Đường truyền hơi kém nên là không tải được hết các bạn ạ. Có mấy map không tải được, thế nó mới cay cơ. Để coi xem là lượt tải robot các thứ này. Không map PUBG này. Nhìn quả ô tô build hay thế, nhìn hay thế. Map này cũng mới này, ngày 8 tháng 5 năm 2020 này. Khá là mới các bạn ạ. Quả xe Lamborghini trông xịn nhở. Hơi tiếc một chút là sảnh liên thông map này. Map này sảnh liên thông nó đang bị làm sao ấy. Tức là cái gì nhở. À bên Minua ấy. Bên Minua Trung Quốc ấy, sảnh liên thông đang bị làm sao ấy các bạn ạ. Không vào được. Quả tàu sân bay. Cái này là Babylon này đúng không nhở. Cái này là Babylon này. Mình nhìn không nhầm, cái kiến trúc này là giống kiến trúc. Không phải hay là cái Khải Hoàn Môn nữa đâu. Cái này là Khải Hoàn Môn bên Pháp thì phải, đúng rồi, đúng rồi. Đâu, cái này là Khải Hoàn Môn bên Pháp thì phải. Mình nhớ không nhầm thì cái này là cái Khải Hoàn Môn ở bên Pháp, ở bên Paris. Để mình thử xem nào. Nếu mình nhớ không nhầm là hay như mình tưởng Khải Hoàn Môn màu trắng người ta, hay là do ảnh nhìn khá là giống cái Khải Hoàn Môn các bạn ạ. Babylon là cũng màu vàng đấy, hình như là Khải Hoàn Môn. Đúng không nhở? Không thể có tháp Eiffel à. Đây là giống, không biết là giống cái gì các bạn ạ. Để mình đi tiếp nào. Ở mắt này rộng thế. Để mình ăn gà đã các bạn ơi. Mắt nó khá là rộng luôn. Đi qua bên Trung Quốc khám phá. Có mỗi thế này thôi á mà lên tuyển chọn nào. What the hell. Sao lại chỉ có mỗi thế này được. Xây mỗi cái cổng này mà lên tuyển chọn nó không được. Sao có mỗi cái này. Nhìn cũng ok mà làm gì có chuyện đến mức tuyển chọn được. Vô lý nhở. Ủa làm gì còn gì ở đâu ta. Sao kỳ ta. Có mỗi thế này mà lên tuyển chọn là kỳ nhở. Không biết được các bạn ạ. Không biết quy chuẩn tuyển chọn bên này nó như nào. Thế hơi dễ dãi ta. Ok các bạn ơi. Nói chung là hôm nay mình lượn qua bên Trung Quốc để coi thử thôi. Đó, nói chung là hiện tại là sảnh liên thông không vào được. Để lúc khác mình quay lại cái sảnh liên thông để trà trộn sau nhá. Cũng khám phá được vài map đấy. Đặc biệt là thấy này đề. Thấy quả skin không đồng. Quả skin không đồng các bạn, hơi bị gắt luôn. Với cả là đề mảnh ghép này đề. Đó, tặng mảnh này, 200 mảnh luôn các bạn ạ. Ghê thật sự đấy. Tặng khá là nhiều mảnh luôn. Đó, thần thú cho vẫn vậy thôi. Ok, thì video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like. Đừng quên chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên nhấn đăng ký và cho đăng ký ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.